Đã trở lại với kênh của Fizzard Audio. Hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2022, em đã xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm bên em mới về. Vâng, thưa quý vị, trước màn hình của quý vị là bộ sản phẩm gồm đầu Acuphase DB720, hàng demo gần như mới cứng, và con VDC2420 cũng rất là mới, gần như đập hộp luôn ạ. Và con Pao A70 Class A. Thưa quý vị, là bộ sản phẩm này thì hàng bên em mới về trong tình trạng gần như chưa sử dụng, tổng thể thì vẫn rất là mới. Và hiện tại thì đang sử dụng điện 100V. Quý vị có nhu cầu dùng chuyển sang điện 220 thì cái này em sẽ chuyển hỗ trợ, vì trong máy người ta thiết kế cái điểm chuyển sẵn, mình chỉ việc thay đổi cái lắp cắm thôi, rất là đơn giản. Và tổng thể thì còn gần như mới, phải tầm 98%, rất đẹp luôn, đầu gần như chưa sử dụng. Và những cái cục bao, cái cục vừa đi thì tất cả những cái đường rắc RCA cũng như là cái rắc cổng ba lăng còn rất là đẹp, mạ vàng ươm. Và em đưa camera gần một chút để quý vị quan sát. Đầu 720 thì cái nóc của nó phủ pialo đẹp khủng khiếp luôn, đường nét góc cạnh như khu trùng. Thưa quý vị, là với bộ đầu CD cũng như body và cục pao cao cấp như này, hàng mới mà liên tiếp tại hãng chưa khui, thì thưa quý vị tham khảo giá thị trường nó cực kỳ cao. Còn đối với bộ của em thì hàng demo cũng mới trên 98% này, thì quý vị tiếp kiệm được một khoản tiền tương đối lớn. Thưa quý vị, là tiếp kiệm được trên 40% giá trị so với giá mới niêm yết. Vâng, và đôi căn Tân VR này thì em cũng mới giới thiệu cách đây khoảng 5-6 hôm. Vâng, đôi này thì cũng hàng siêu liết và đết là 2020 quý vị nhé. Nó gần như là gần như mới cứng luôn ạ. Vâng, tất cả phụ kiện chân chén, thùng hộp đầy đủ. Vâng, và hôm nay thì em sẽ cho cái bộ Acuphase này, đầu DB720, VDC2420 và cục Pao A70 Clara, thổi con Canterbury GR này, mời quý vị cùng thưởng thức.
Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông để nhận được những video mới nhất mà Phi Thuật thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.